Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây sơn liễu ạ. Vâng, một cây sơn liễu họ làm một cái tiểu cảnh rất là đẹp. Vâng, có một cái chùa một cột bên cạnh. Cây sơn liễu này thì họ làm cái tán này thì cũng là cái tán bằng thôi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ấy là họ làm cái tiểu cảnh cũng thấy cũng khá hợp lý và đẹp. Chúng ta xem qua cái tiểu cảnh nhá. Vâng, một cái tiểu cảnh chùa một cột ạ. Họ làm khá sinh động. Vâng, toàn bộ các cái gốc của cây sơn liễu, cái thân của cây sơn liễu họ vặn lên cũng tương đối uốn lượn. Còn phía trên này thì họ chỉ làm tán bằng thôi. Khu vực này nhìn thì nó hơi ngược sáng. Vâng, một cái tiểu cảnh cũng khá lạ mắt. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể để các bạn hình dung. Vâng, và đây là tổng thể ạ. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.